Trấn Thành, Hari Won đi xem phim trong tháng 7 xui xẻo. Bên cạnh những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, sự hài hước dí dỏm cũng như lầy lội của vợ chồng Trấn Thành, Hari Won cũng khiến người hâm mộ thích thú. Quyết định xây tổ ấm cùng nhau vào cuối tháng 12 năm 2016. Cho đến nay, Trấn Thành, Hari Won vẫn là một trong những cặp đôi showbiz thu hút đông đảo sự quan tâm, yêu mến từ người hâm mộ. Không chỉ vì tình yêu bền chặt đi qua sóng gió, mà còn bởi tính cách hài hước có phần lầy lội của cả hai vợ chồng. Mà khi bên nhau, nếu vợ chồng nhà người ta luôn lãng mạn, tình cảm thì Seonri luôn khiến fan thích thú về những lần dìm hàng bạn đời không hồi kết. Không ít lần người hâm mộ cười ngất trước loạt clip trôn đối phương hết sức dí dỏm của đôi vợ chồng. Vào tối ngày 13 tháng 8, một đoạn video được chính Trấn Thành quay lại cảnh bà xã Hari Won đi xem phim. Không giống như các cặp đôi vợ chồng khác, Hari Won luôn có sự xuất hiện tại chốn đông người một cách khác biệt nhất và lần này cũng vậy. Bạn đã bao giờ nghĩ tháng cô hồn thì nên có phong cách đi xem phim như thế nào chưa? Những khoảnh khắc và hình ảnh của Hari Won khiến fan không nhịn được cười trước sự lầy lội của cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Đi xem phim thôi, Hari Won cũng làm náo loạn với những hành động lầy lội. Sau khi trêu đùa xong thì vẫn không quên dành cho nhau những nụ hôn lãng mạn như thế này. Trấn Thành, Hari Won bị bóc phốt chuyên đi vay tiền, quản lý và bạn bè phải dùng cách này để tránh bị mượn. Việc Hari Won chuyên đi vay tiền dù rất giàu có đã khiến cho bạn bè, quản lý khi gặp nữ ca sĩ gốc Hàn này không dám mang nhiều tiền theo. Mới đây Hari Won tâm sự trên trang cá nhân. Nó lạ lắm, ai đã chơi thân với mình thì họ đều chuyển qua chế độ làm mang ít tiền. Xưa cầm mấy chục triệu nhưng gặp tôi xong là mang vài trăm. Sao vậy? Ngay lập tức nhiều cư dân mạng đoán rằng những người chơi thân với Hari Won mang ít tiền vì sợ cô vay. Quản lý của Hari Won cũng lên tiếng bình luận. Do mày tạo nghiệp hết, hồi đó mới quen ông Shin. Mỗi lần đi ăn ổng cầm theo cả ký tiền. Tao mới quen mày ít nhất cũng 10 triệu ra đường. Bây giờ mày nhìn đi, tao mới hôm qua mượn chú Thịnh 20.000 mua xoài, hôm nay mượn taxi 46.000 mua hộp cơm để người ta vô tận nhà mà đòi. Chồng mày thì clip thiếu tiền tràn lan trên mạng, đi nhà hàng mà cả hội gấp lại chuột ổng về. Còn Tuấn, nó mới vô công ty đâu bao lâu, hồi xưa xài bóp da cả cọc 500.000, giờ mày thấy nó đổi qua bóp nhựa siêu nhân gao là biết. Mới hôm qua đi xe hơi mà kiếm 20.000 trả tiền gửi xe không có kìa, là do mày hết. Không chỉ quản lý mà một số người trong ekip cũng lên tiếng tố Hari Won. Chưa hết nhà chị, ekip trợ lý make up mang theo 100-200 đi làm, mỗi lần đứa nào mang dư là bị mượn hết đó chị, không thì thiếu nợ nhau ngập mặt. Ngay sau đó, quản lý Hari Won còn tố tiếp, bữa cá độ với trợ lý 500.000 mà thua năn nỉ xuống 150.000 kìa. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên Hari Won bị tố thường xuyên vay tiền. Thời điểm mới yêu, Hari Won sẵn sàng tuyên bố bao Trấn Thành đi ăn bún mắm nêm. Vậy mà chỉ sau 30 giây nhìn vào hóa đơn, Hari Won lật mặt và ê chề mượn Trấn Thành 30.000 đồng để trả tiền. Một lần khác, vì nổi hứng đi ăn, Trấn Thành, Hari Won lại vội vàng ghé vào một tiệm ăn sang trọng để ăn mừng sau đám cưới không lâu. Để không khí bữa ăn thêm vui vẻ, Trấn Thành và Hari đã kêu gọi quản lý tới dùng bữa chung và mạnh miệng tuyên bố sẽ bao sạch chầu ăn. Muốn tránh tình trạng gánh nợ giùm, Hari Won đã nhắc chồng rằng cô chỉ mang có hơn 70.000 đồng nên Trấn Thành sẽ phải xài thẻ để trả. Thậm chí bốn người còn tranh thủ selfie để khoe với fan hâm mộ trên trang cá nhân với sự hớn hở và thích thú. Dù vậy, cặp đôi lập tức méo mặt khi Trấn Thành trình thẻ Platinum để thanh toán thì nhận được câu trả lời, thẻ này không thanh toán được. Kết quả mang tiếng được mời nhưng quản lý của Hari đã phải khóc hết nước mắt khi phải rút ví trả đủ chầu ăn xa xỉ, dù chỉ được ăn có 4 con tôm và 2 miếng bắp. Tương tự, vụ việc lần nữa lại lặp lại khi cô nàng mê ăn Hari Won đã muối mặt mượn quản lý của mình gần cả triệu đồng để mua đồ ăn tại sân bay. Câu chuyện đáng yêu này được quản lý của cô bóc mẻ trên trang cá nhân với giọng điệu chê cười và thích thú khi nghệ sĩ giàu nước đố đổ phách mà trong người tiền mặt không quá 300.000 đồng. Hay lần khác, không có tiền đưa cho chồng đi công chuyện, Hari Won cũng phải mượn tiền quản lý để đưa cho Trấn Thành. Có lẽ chính những điều này đã khiến cho bạn bè, quản lý của Hari Won mang ít tiền đi để tránh nữ ca sĩ gốc Hàn vay. Câm nín với Hari Won, hết nhầm năm em bị tai biến do lại tưởng BB Trần nhập viện nên nhắn tin hỏi thăm. Kể từ khi lấy nhau, vợ chồng Trấn Thành và Hari Won cứ như cá gặp nước, ở bên cạnh nhau là không có lúc nào được bình yên, cuộc sống vợ chồng chẳng khác gì một bộ phim hài. Không đếm xuể số lần Trấn Thành và Hari Won bốc mẹ nhau ăn miếng trả miếng cho bạn dân thiên hạ thấy được sự ngáo ngơ và cuộc sống của cả hai khi về chung một nhà. Có ông chồng như MC Trấn Thành thì làm sao mà Hari Won được một ngày bình yên cơ chứ? Nhưng chuyện gì cũng có cái cớ của nó. Hari Won ngáo ngơ, đản trí và thường xuyên cho não nghỉ ngơi làm bạn bè xung quanh phải cạn lời thế này thì bảo sao người ta không có bóc phốt. Mới đây, Hari Won lại bỗng nhiên hốt hoảng nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của BB Trần khi cô tưởng rằng BB Trần đang nằm viện.
Tất cả chỉ tại Harry Won để tâm trí đi hơi xa. Bibi là Bối Bối, tên con gái của bạn thân Trấn Thành. Thế mà vào não Harry lại dịch thành Bibi Trần. Không ai khác, người đưa vụ này ra ngoài ánh sáng chính là Trấn Thành. Harry Won tỏ ra là một người chỉ hết sức quan tâm tới người em trai. Nhưng một lần nữa, Harry cho thấy sự sai trái của mình. Tốt bụng hỏi thăm, chi tiết hỏi thăm nhầm đối tượng. Sau khi được Bibi Trần gửi cho đoạn hội thoại sai trái này, Trấn Thành không từ bỏ cơ hội dìm hàng vợ mình ngay được. Nếu có ai theo dõi Harry Won và Trấn Thành thì cũng đã biết đây chẳng phải là lần đầu tiên Harry Won nhầm ông nọ xỏ bà kia như thế. Trước đây, câu chuyện Harry Won nhầm nhọt giữa nghệ sĩ Lê Nam bị tai biến thành Nam Em bị tai biến đã làm Harry Won bị đàn chị Việt Hương bóc mẻ trong hậu trường. Lê Nam bị tai biến, Harry Won nhắn tin hỏi thăm Lê Nam nhưng lại nhầm sang nhắn tin cho Nam Em. Nhưng kỳ dị thay, Nam Em nào có bị tai biến nhưng lại nhắn tin cảm ơn lời hỏi thăm của Harry như thật. Ô kìa, hai chị em nhà này lại được cả đôi. Được bà chị Harry Won đã lơ ngơ, lại gặp cô em Nam Em nữa thì đúng là một bộ đôi ngáo ngơ không để đâu cho hết của showbiz. Không biết sau Nam Em bị tai biến, Bibi Trần nhập viện, sẽ còn nghệ sĩ nào nhận được tin nhắn của Harry Won đây? Hỏi thăm rất thật tâm nhưng lại sai địa chỉ toàn tập. Trấn Thành tố Harry Won ăn uống cấm đầu gục mặt, không trò chuyện với ai khiến fan cười nghiêng ngả. Dù rất bận rộn với nhiều công việc, thế nhưng vợ chồng Trấn Thành và Harry Won cũng dành thời gian đi trải nghiệm khám phá ẩm thực. Trong số mới nhất của Siêu Ham Ăn, cặp tình nhân ngôi sao đã đưa nhau đi thưởng thức món crawfish. Đây là món ăn nổi tiếng ở Mỹ, nhưng thời gian gần đây đã du nhập về Việt Nam và được các bạn trẻ yêu thích. Với tính cách hài hước, anh Xin và chị Ri liên tục mang lại tiếng cười cho người xem trong suốt mấy chục phút lên sóng. Bước vào quán, Trấn Thành và Harry Won nhanh chóng chọn chỗ ngồi và gọi đồ ăn. Trong lúc chờ đến lượt phục vụ, hai vợ chồng đã tranh thủ giới thiệu sơ qua về món ăn yêu thích của mình, đó chính là crawfish. Hôm nay Trấn Thành và Harry Won giới thiệu tới khán giả món crawfish. Đây là món ăn yêu thích tại Mỹ. Tôi và bà xã thường xuyên thưởng thức mỗi khi tới đất nước này. Con crawfish tên tiếng Việt được gọi là con tôm đất đó, Trấn Thành cho hay. Ngồi bên cạnh nghe chồng giới thiệu về món ăn, Harry Won tiếp lời, vừa hân hoan nói trong niềm hạnh phúc, vợ chồng tôi khớp và hiểu nhau lắm. Nữ ca sĩ gốc Hàn vừa đeo bao tai cho chồng để chuẩn bị dùng bữa, dành sự quan tâm cho Trấn Thành, nhưng giọng ca anh cứ đi đi lại đón nhận hành động trái ngược từ người bạn đời của mình. Mắng bà xã xối xả, sao em đeo lâu dễ sợ vậy, mất bao nhiêu thời gian của anh. Trấn Thành cũng thẳng thắn từ chối khi vợ đề nghị anh đeo giúp cô găng tay. Cảm ơn em yêu, nhưng việc đeo bao tai đó là em, Trấn Thành bảo. Vừa tẻn to vì vụ đeo bao tai, Harry Won lại tiếp tục bị chồng chơi xỏ lúc ăn uống. Nói lấy thì xúc thức ăn cho vợ, nhưng khi Harry Won vừa há miệng đón nhận, Trấn Thành lại nhanh tay giật lại đưa vào miệng của mình. Thậm chí đến khi hướng dẫn món ăn, Trấn Thành cũng không quên dìm hàng bà xã. Bê dĩa, thưa quý vị, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách ăn một con crawfish làm sao cho ngon và đỡ mất thời gian nhất. Cách đầu tiên là ăn hàm hồ như vợ tôi, cô ấy ăn cấm đầu, ăn gục mặt, không cần trò chuyện với ai hết, nam danh hài kể. Khép lại công cuộc ăn uống, Trấn Thành khoe chiến tích là bằng tiệc sạch bách đồ ăn trong tiếng cười thích thú của bà xã. Tránh ống kính khỏi vị trí của mình, nhưng trưởng phòng ân rời cầu đây rồi, lại chưa hết phần ăn uống của bà xã Harry trước máy quay và tiếp tục dìm hàng bạn đời. Nãy giờ tôi mãi nói chuyện sơ hở là bà ấy ăn hết luôn một thau luôn. Trấn Thành và Harry Won đang là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Bên cạnh những giây phút trên sân khấu, cặp vợ chồng ngôi sao cũng thường xuyên mang 10 thang thuốc bổ cho khán giả nhờ những clip cực kỳ lầy lội. Trước đó, Trấn Thành cũng từng đấu tố vợ. Tôi nhẹ nhàng dùng bữa trong khi Harry Won cắm đầu lo ăn. Tháng 1 năm 2018, Xin và Ri đã tranh thủ livestream trò chuyện cùng mọi người khi đi ăn uống. Lên sóng trực tiếp khi đang thưởng thức bữa ăn, Trấn Thành và Harry Won vô tình để lộ thói xấu. Theo đó, cả hai liên tục đấu tố nhau khi dùng bữa. Chị Ri bóc mẻ chồng ăn nhiều, ăn nhanh và ăn hết phần của vợ, trong khi anh Xin lại cho rằng bạn đời ăn tham nhưng lại hay biện minh. Khi bị người hâm mộ nhận xét ăn nhiều hơn Harry Won, Trấn Thành bảo, trời ơi nhìn kìa, con gái gì mà ăn thấy ghê. Tôi ăn nhẹ nhàng nói chuyện, còn Harry Won chỉ cắm đầu vào lo ăn, vậy sao nói tôi ăn nhiều hơn được. Đáp lại lời chồng, Harry nhắn nhủ, nhìn em ăn rất chi là có phước nên anh đừng có nói gì hết, em không phải là con heo. Minh chứng cho chuyện ăn nhiều ăn ít, Harry Won lấy vóc dáng thon gọn ra làm thước đo, bị đuối lý khi bà xã hỏi, mọi người thấy Harry và anh Xin ai mập hơn, Trấn Thành phân trần. Một người chồng quá thương vợ, thường ăn phần dư thừa bỏ lại nên bị mập, còn vợ toàn bắt chồng ăn thừa nên càng ngày càng ốm. Tôi mập hơn, các bạn phải tội nghiệp tôi chứ. Mặc cho chồng than thở, nữ ca sĩ gốc Hàn tiếp tục công kích. Các bạn hiểu không, Harry chưa kịp ăn thì nó đã vào trong bụng anh ấy rồi, vì thế nên Harry ngày càng phải ăn ít đi.
Cuộc tranh luận của cặp vợ chồng ngôi sao kết thúc khi nam danh hài nhờ tòa án lương tâm can thiệp. Sai sự thật, tòa án lương tâm của từng người sẽ lên tiếng, danh hài họ Huỳnh nói. Khoảnh khắc hóm hỉnh của vợ chồng Trấn Thành và Harry Won khiến ai cũng bật cười thích thú. Idol của chúng em hài hước dễ thương quá. Anh chị đã cho fan những thang thuốc bổ để giải trí giữa cuộc sống bon chen nhiều cám dỗ. Cảm ơn vợ chồng Shin và Ri nhé.